Ê này. Để gì luôn đi, khô luôn. Ừ, sao khô luôn. Mẹ thằng sắt. Chào tất cả các chú anh chị và các bạn. Chào anh Hai ơi. Chào. Thì hôm nay á là mình với lại anh Hai đi ra sau nhà để bẻ một số trái dừa. Rồi thêm phần lá dừa mờ, lá dừa non đó cả nhà. Để cho bà Út với lại bà ngoại mở ba đồ gói bánh lá dừa nha cả nhà. Học hỏi cách gói mới được. Mình hành trước, bẻ dừa khô trước nha các bạn ơi. Đó, cho anh Hai bẻ dừa khô trước. Cái từ từ cái mình chọc lá non để mình gói cái bánh. Ừ, trái dừa. Cả đi cho gói hầm đi chút mình đấy. Chút mình vớt chứ ha. Cái đó hai mấy trái mới đủ. Hai trái rồi anh ơi. Trời. Ờ chút mình vớt. Dừa đó lụm vô đây, cái dừa này mình mới gói nè. Trời. Cậu chìm luôn vậy? Không chìm, dừa khô nổi mà. Thấy chưa? Ngọt. Đó. Dừa rán cái lụm nha. Ừ. Dạ, nó non gì nè. Ngon. Ngon ha. Đó, đó. Đây là mình làm lá dừa là mình lấy tà dừa non gì không nè. Mà tà dừa trên đọt á. Ê, em quá ha. Ừ. Cái này là tàu bự hay tàu nhỏ ta? Cái này tàu nhỏ ha. Nhỏ mà. Lấy tàu kia nó bị tét nha. Ừ. Bẻ cái bụng đó là được rồi ha. Bụng được rồi. Mò. Cái đó là người ta xúc ba cái cho á. Cho. Rồi đó là xúc cho là cái này nè. Rồi xuống luôn. Cho hủ thấy không? Ghê không? Trời ông Phong chứ không hổ chảnh cho ông gùng vỏ chảnh. Chặt lá dừa xong rồi đó cả nhà. Cái phần này là nếp nè. Từ bây giờ thì cũng ngâm được 2 tiếng đồng hồ. Xong rồi mở ba đã lấy ra sẵn giùm rồi. Còn cái phần đậu xanh này thì làm như nha. Thì hôm nay là gia đình sẽ gói bánh lá dừa đó. Học hỏi bà Út cách gói bánh lá dừa cả nhà ơi. Nghe nói là bên đây là mấy bà gói bánh lá dừa ngon lắm luôn á. Cho nên nhờ mấy bà gói giùm một số để cho cô chú anh chị các bạn cùng xem và học hỏi thêm nha. Thì cái phần đậu xanh này thì mình sẽ rửa sạch ba cái mầm giống như là ba cái móc của nó đó, xong rồi mình đem lên nồi để mình luộc rồi cho bà Út bả xào nhân rồi bắt đầu chuẩn bị là gói nồi lọc vừa khô nữa. Đây, cho vô nồi lặn mình luộc. Rồi mở ba cho miếng muối vô đậu xanh. Ủa vậy giữ cả nhà hả? Dạ đây con nghỉ thôi đây. Hồi là nó nở kìa. Nghe nha. Rồi bà ngoại đang chặt mấy cái lá dừa lại. Xéo xéo đừng nữa dễ gói nha ngoại. Ừ. Chặt lá dừa chứ. Cái đầu nó gì? Ừ, trắng đầu gì nè. Dạ. Mới quấn được. Chặt bỏ cái đầu cứng gì nè. Dạ. Thấy ở đây mấy bà ai cũng gói bánh lá dừa thấy ngon ghê luôn. Xong rồi sẵn về đây kia nhờ mấy bà gói giùm chia sẻ cách làm luôn. Phần chế biến ướp chuối để làm cái nhân chuối nè. Được chưa? Nãy mình để hành dưỡng hết đấy. Tôi đổ trộn lên. Tôi muốn cho đổ từ trên này nè. Ừ, đó sóc cho nhanh. Bỏ cái nha. Cái keo muối, cái con muối rồi. Đây nè bỏ. Nếp này mình cũng ướp hành luôn không? Bà Út chắc nước cốt. Hả? Nước sát hả? Lấy chứ, lấy cốt đừng bỏ vô đó làm cho nó béo. Dạ. Dắt ra hả? Ừ. Bỏ muối vô đây cho bà Năm. Cái nào nè? Muối đây nè bà Năm. Thấy không? Dạ. Muối lên, muối phải đầm sạch. Nhiều hết đây. Nữa.
Nếm ra đây. Rồi bỏ đường ra đây. Muối đường để cho nó cốt rồi cho quậy cho nó tan hả bố? Quậy cho nó tan ra mới trộn vô nó mới đều. Dạ. Nhiều hết đây. Nữa. Tẻ. 3 muỗng, 4 muỗng. Nữa đây. 5 muỗng đường. Đây. 6 muỗng đường, 2 muỗng muối. Rồi nước lốt kia chậm. Quậy cho nó tan. Chọn này trước mà chọn sát. Dạ. Quậy lên. Xong rồi cho vô cái phần nếp. Cái cốt. Đường muối. Không có. Không có. Dùng sức trộn lên nha cả nhà. Cái này là 5kg nếp. Lấy nha, đậu xanh, ấy đậu trắng đổ vô. Dạ. Rồi cho đậu trắng vô. Cho vô luôn. cái nồi bánh tét này nghe đặc sắc à, sắc luôn thiệt. Vừa qua anh trộn đậu trắng với lại đậu xanh cả nhà, còn ai không thích ăn đậu xanh thì mình đã đậu trắng, còn ai thích ăn đậu xanh không thì mình đã đậu xanh không, tùy theo sở thích mỗi người nha. Mà Năm thì sắc hành để vô thêm cho nó thơm. Nhìn cái nếp không là thấy hấp dẫn rồi đó. Hết luôn phải không? Cho hành vô thêm. Thao nếp hoành tráng luôn. Rồi bố Út cho sát dừa vô trộn chung luôn. Vậy nó mới béo nè. Sát béo. Nhiều được không? Nhiều quá không ngon đó. Nhiều được rồi. Sáu nêm vô miếng đường với lại dừa nha cả nhà. Cái này để cho nó ngọt ngọt nhưng nó ngon. Đường muối ngọt rồi nha. Ý đường muối rồi vô rồi nó nấu canh. Cô Sáu mới lại. Cô Sáu là chuyên nghiệp có bánh lá dừa nha. Út nữa đó. Cô Sáu. Nhiều người chuyên nghiệp lắm. Mà nghe nói cô Sáu gói nhanh lắm. Quấn nha. Nó giờ cô Sáu dạy cách quấn nha cả nhà. Nó lộn phải không? Lộn. Có cái gian cái quặng quá ha. Cho nếp vô. Nó bắn mà nó không rớt cái đậu nó hay. Đó, này là lộn một chút nha. Giọng xuống. Ép lại hả sao? Ép chứ. Vì rồi để gì được sao? Quá nhanh, quá nhanh. Đó, vậy đó. Nó. Đây sắp. Dây này sắp. Nè, coi cột nè. Nó cắn miệng nha. Từ nha. Một vòng. Lật qua. Một vòng vài. Không có răng cột không được đâu nha. Vô cột thì siết nha. Quá hay. Quá hay. Wow. Đây. Rất là đẹp nha cả nhà. Vô cột thì siết chứ không phải mà cột không. Mấy cái gốc rất là đẹp luôn á. Rồi bây giờ thì nói thêm cái nữa. Không nhận của Sáu có làm nhanh ghê luôn á. Nó làm nhanh lắm. Vậy chứ gói chuyên nghiệp là nghề nghiệp bánh gói tới một hồi đó là hồi xưa là gói tới 10 lít lần. Lít là gói lần đi bán đó thôi sao? Ừ, 10 lít á, gói một độ một sợi nặng cái bằng quằn dai luôn á. Nè, thấy không? Cái gốc ở đâu có là đều thấy không? Dạ. Cái tay mình phải buông cái tay này ra nè. Đè lên hả Sáu? Thấy không? Dạ. Vậy nó không mà cái này không hơn nhìn sơ ngang không biết chói thiệt luôn á. Quăng ba quán dây rồi chừng 80 tôi biết đường đâu giờ. Cái đường vô rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đây nè. Thấy cho quả đi. Nè, nó bẻ cái này này gói đi. Đẹp phải không? Bẻ cái này. Giờ này ở chứ đâu phải ấy đâu. Dây cho cô Sáu làm. Ủa cô ở em đâu? Về cúng.
Cái hồ lạc lạc hồi 12 giờ. Ủa vừa bà sáng mới có này cô chút xíu mà nhiêu rồi đó. Dạ. Ốc em nó qua thì cỡ trên chục. Cái gì nó cúng một chút rồi qua. Canh đồng hồ coi bà Sáu làm được chục đâu. Một phút qua bây giây không à. Cho bà Sáu lên dựa lên chính mình luôn. Đẹp quá à. Phải để dư lá gì nè, lăn cốt gì nè, nước nó không nông vô nè. Nó cái tay này phải bấm vô đây nó mới đủ bốn góc. Bốn góc đều gan luôn. Chứ không bấm cái đó là có góc mà. Tao và tao dân sao mà không thể tránh, tao đâu có ngứa. Nói Mai ơi, mày vô đi, tao đi có bánh nó vừa. Rồi tao ngứa thêm là phải tránh trả lại. Cái nó hỏi rồi tao ngứa rồi thôi. Cái nó mời vậy mẹ ngứa mở ba lại. Cái nó ừ. Để bùng cái lá dừa ra. Nó vậy nè. Cái lá này là biết gì không? Cái tàu dừa này nó không được, cái cọng nó cứng nè, cái cọng nó mềm cũng ngon lắm. Vậy đó hả cô Sáu? Cái này là vậy là hơi cứng nữa đó hả? Là nó mềm. Không, cái tàu dừa nó cái cọng nhỏ là nó ngon nè, cái cọng này bự nè. Dạ. Vậy đẹp rồi. Quá trời đẹp luôn. Gì má, có gì đâu. Hướng chị gái 18 mà còn gì nữa. Đâu có cái con chơi. Không có được ở đâu. Không được. Có thử thôi. Có đi dành ta ăn. Không được á. Thì có nghe vừa cột. Có đâu, bấm bấm mà nhìn theo lặng đứng vậy. Dạ. Mà nhìn cái bánh nó vừa. Mà nằm gói làm dấu đi. Nói là phải tuột xuống liền. Sao? Hả? Em gói giống nghề thôi. Đồ. Gì đây mà không biết hả? Cậu Út. Hả? Cậu Giang. Bà Năm. Có cái này thì quán được mà cái vụ luộc 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 kìa. Trời ơi, cột dễ ợt chứ có gì đâu. Nè. Cái này là gói như chuối trước thì cả nhà ăn, hoặc mình gói như đậu xanh sau. Nè. Cầm chưa? Đây. Bẻ vô. Bẻ vô vậy hả? Ừ. Không biết bẻ, bẻ phía trên coi. Bẻ phía trên, đừng bẻ phía dưới. Ủa cầm cái gì ngộ vậy, cầm lại như nãy coi. Ờ đúng rồi đó. Hay rồi. Bẻ vô. Bẻ vô đây. Ờ cái miếng này rồi phải rồi, bẻ vô đây nha. Nè. Dạ. Miếng này nhét vô. Nè mày cầm thấy là cầm không? Nè. Nó cầm ngược kìa. Vậy hả? Ừ, nhét vô rồi mới quấn lại nó bít lại nè. Dạ. Nó có gì đâu. Quấn nửa miếng gì đó. Rồi quấn lên. Cái lá nhỏ thì mình quấn là à, thưa lên, còn cái lá dày, lá bự thì cái bự kìa. Ôi sao kỳ quá vậy. Dạ chuyên nghiệp mới được. Đó thì quấn đi, quấn từ từ cũng quấn mưa. Đó là cái quặng cái bánh vậy. Rồi bà Năm. Làm thử cái bà Năm. Chơi không có đường, để coi đi. Mốt cũng thử cái đi mốt. Mốt thử mốt coi. Làm bánh là bắp vò. Cái nghề đó. Nè, bành lát ra đi. Nè. Nè, bẻ nè. Rồi. Bẻ cho gãy coi. Bẻ nè, bẻ gì kỳ nữa. Bẻ nè. Rồi. Được chưa? Cái gì mà rồi mà còn nằm giữa đường với mà rồi. Nè bẻ vô đi rồi rồi mới được. Bẻ cái mí này nằm lên trên, cái mí này nè nằm lên trên. Ừ. Ủa cô sức. Rồi bò cái này mới kẹp vô đây. Nó quấn cái lá này vô đè vô. Bè vô. Ừ, nè, thấy không? Bè nè. Trời ơi, trời ơi, không biết lắm nè. Sao rồi? Không biết rồi hả? Không biết rồi. Ở trên này thì khó thiệt cái nha. Khó lắm á, đâu phải là nhìn đơn giản nhưng mà rất là khó vậy nha. Cô Sáu à. Dạ trước mặt mà còn làm không được. Cô làm đó. Cao mình làm bẻ sao thấp được chứ. Không được. Làm sao mà chà bè, chà bí nam gì chứ. Thôi không được đâu bà. Đóng một lại người ta luôn. Rồi bên này thì đụng đất. Đụng đất này không được. Hồi đó á, thời bè không biết có. Là cái gì vậy? Thời điểm bánh lá dừa tao bán được. Không biết chứ. Ở trên đường ở đây á, bà nát có 1 phút á. Cái này gãy chứ. Ừ. Cái một cái thì mình rồi có 1 đồng à. Dạ. Bốn là bà này bẻ bẻ, hồi đi ra đúng dây vậy lá thì mình làm đi. Tao làm gì đi, cái gì đâu mà không. Nè, thấy không? Dạ. Nè. Bẻ vô, bẻ vô, ngược trở lại, nhét vô, bẻ ngược lên trở lại đầu rọt. Cái ngón tay cái mình vịn cái đó đó, lặn cho nó đừng có bung ra nè. Rồi cái này không phải là mình cầm chụp gì mà quấn đâu nè, thấy không? Dạ. Nè. Phải theo khớp, theo cái đường như giữa vậy đó. Nè, cái ngón tay mình nè, thấy không? Dạ. Nó vậy đó, nó mới không bung ra. Ừ, phải rồi, mấy đứa bay cầm cà bông ở ngoài phải rồi. Các em nó qua là hết nhìn chú. Nãy giờ chỉ chân thôi, nãy giờ là nhiều lắm mình đã.
hồi nãy cho bà gói thì yên tâm, bây tập trung bữa gói để cho chỉ cho gói đi, mai mốt gói ăn mai mốt trời ngon quá, đầu gói xấu rồi, từ từ gói cũng đẹp à. Cái gì cũng phải từ từ hay sao? Nhiều người gói cái bánh nó vừa nóng nó nước nở trà le ở trên nữa rồi nước nó vô. Được chứ, bán này. Cái này nè, nước nó vô nữa nè. Phải. Chứ đâu phải mà gói. Nhiều người gói trà le cái rét à. Công nhận cái nhà mình đó gói hoài luôn, án đó bằng cổ mà hoài mà không được cái nào luôn. Đó. Dạ, muốn nghe từ. Gói cái bánh nó vừa có chút lạc nó ăn kìa. Rồi tao qua đây. Đó, đâu được rồi đó. Nãy giờ mới được cái nè. Phải từ từ mới được chứ. Đó. Cái cuối nó dài hơn cái bánh rồi. Thì nó gói ấy mà. Con có thử. Nó có thử nó biết mà. Đây bột. Quay qua bột kìa. Bẻ vô rồi nè. Cái này sư phụ ngồi cái bên. Bây giờ bố vậy. Không cho qua đâu. Ừ, chưa có chuyện nào không có cho bước sạc. Chúng ta quýt quá trời quýt. Cái này đứa là em bằng sai. Ông cái chỗ kìa. Hai. Vừa mình chụp. Xấu quá à. Vì con cúng vậy, y gan em quá vậy. Trời ơi. Y gan em dạ em. Ai có cái bánh này vàng à? Cục gốm khúc à? Bánh của anh đó. Bố anh. Tôi giống bố anh quá à. Bố cũng gói lại một cái nữa. Phải có chiếc đũa. Trời ơi, đũa. Tay mà thọt còn gồng nữa rồi quá. Trời. Bố qua phá là 14 cái. Mới nếp lên. Tao gói một cái mua, tao gói 14 cái. Đi đã à. Lại. Ca khóa cá đi lại đổi gì đổi ca đi. Ca đi qua chỗ kìa. Má tôi á, ba gói ra ba lấy đũa ba sọt nè. Mình gói ăn á, mình lấy đũa mình sọt. Bi vàng hả Léo? Mình gói bánh bán mà mình nhận bằng tay nữa. Vậy. Nó mới lẹ chứ. Có bánh cắt bánh cúng là có kiểu này nè. Rồi má tôi cái gì gì tư tôi cảnh đây rồi bánh cắp bánh cúng ở chỗ này nè đó chứ không phải mà gói cái bánh lá dừa cũng như bánh lá dừa vậy đó. Rồi, gói thì thử luôn nè, để cái này là hỏng nhân đi, bánh cắp bánh cúng đâu có để nhân đâu. Rồi lật cái đít lên bóp lại có cái giống bò anh thôi. Này hơi bự rồi. Vậy đâu mà mua 6. Không. Nè. Ừ. Thột nè, bánh cắp nó cuốn không phải là bột bánh nó vừa đâu. Quấn kỹ lắm quấn. Có mấy gì bỏ vô là được. Bạn ăn tươi lắm. Ngon á. Ngoài vừa rồi. Đó, thấy không? À, mà nó gói nhỏ nữa, gói nhỏ thôi chứ đừng có gói bự. Mày cầm chi hoài mày. Dạ. Cầm chi hoài. Đi đâu? Nó ăn cắp cũng đúng rồi, gói nhỏ à. Đâu có gói bự như thế vừa đâu. Bán. Lơ mơ cái bánh này gói một cột lơ mơ cũng sốt nữa nè. Nó khó hơn bánh lá dừa nữa, nó sốt. Không phải mấy đâu. Đó. Này là bánh gì sao? Bánh cắp nữa hả? Bánh cắp. Cũng bị gan bánh lá dừa mà gói bánh khác. Bánh cúng là bánh kia. Dày cái này là gói dài. Dạ. Gói dài lắm mà cho người ta để đánh từng đó. Dạ. Rồi thôi gói bánh lá dừa đi. Một cái nữa đi. Lỡ rồi. Gói cho nó quên luôn, có này có kia. Yeah. Biết buồn. Biết buồn chưa? Biết nhỏ rồi, tao có gói giờ bự rồi. Gói kia là tao gói trong cái lá chuối. Gói đẹp á. Ừ, cái này là bánh cắp.
Cái này nó lấy luôn luôn. Ờ, càng cho đâu. Hết rồi, thở vô nước chị ơi. Thở vô nước rồi sao mà ăn được, rột cái bánh lá dừa, cái bánh giờ nó chìm nhẹt làm sao mà ăn. Đừng khổ anh về là nói chuyện. Nhớ cái thầm gắn bánh lá dừa xưa quá trời hết mua nha. Ủa sao bánh lá, cái này sao dây này sao nó bét hậu hết trơn. Nãy giờ hai cái rồi đó. À quá là ăn nhiều quá rồi, ăn vừa có bánh lá dừa. Đem món cọc được chưa? Chồng ta bảo kìa đi cọc rồi mà hơi lâu chút. Thôi từ từ trời mưa nó bắt đây nóng ăn đi. Dạ bữa nay mưa bữa nay trời âm u quá. Nước đang đập. Hết như chuối nè, bây giờ là như làm dấu đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ba cái gì nhờ, ba cái gì lỗ hai cái. Không được rồi. Sao? Cái gì khó chậm nó cô sếp. Đó, vậy được đó. Nhân chuối là cái gì đi? Dạ. Nè. Nhân chuối là cột đi. Nó cút cái gì đi, nhân chuối cút cái gì đi rồi rồi bỏ ra đây rồi hồi cột nhân đậu bỏ vô đại luôn vậy đó. Dạ làm dấu. Là ai muốn ăn nhân đậu thì không có cái cút đó, ăn một chùm lại. Một chùm nó lộn, nó chùm là 5 cái. Dạ. 5 cái 6 cái. Ăn hết sao? Sao không không không. Cầm lấy cái dây này nè, ông cầm lấy 5 cái. Đang nữa vậy chứ. Không. Dễ chứ. Bự ra nó cái nhỏ chút đi. Chó. Rồi hả? À, biết rồi đó. Chưa chuối ra về, Yên nó nại chuối hết rồi. Nó mới chở mình cái nó nại hết rồi, giờ để đợi buồn khác. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Để giờ đó là được xài. Còn khúng nữa. Bây giờ nó nại. Này là ai nữa bạn bánh lá dừa rồi nhân đậu nhỏ nhỏ. Sáu, cái này mình để nước sôi mình để vô hay gì? Nó trắng cái bánh không đèn. Dạ. Vậy là để nước cho nó sôi ụt lên xong rồi cái mình để bánh vô. Bỏ vô đậy nắp đậy gọt rồi. Cho ngập cái bánh nó là khỏi chở khỏi gì trên. Là cho nó ngập luôn ha. Dạ. Dạ. Chứ bây giờ bỏ vô gì nè ha, rồi cọt cái bánh nè. Mình nhìn nè ha, nó hiểu rồi mày thấy cái cảnh khổ. Nghiệp. Trời quá. Cái này cái nữa chứ hết rồi sao? Đó cái rồi. Cái nhiễu đó. Nhiễu cái nhiễu. Cái cốt không nhiễu. Mấy cái cuối này béo lắm hả sao? Béo. Để nhiễu trời à. Thôi mấy cái này khỏi nộp đi. Cái nào khỏi nộp. Bà Năm đánh dấu. Bà Năm đánh dấu rồi đó. Trời đó. Trời. Trời vậy cũng được cái trăm cái. Người ta có bán, người ta đâu có bán giống như mình đâu cô sáu. Trộn vừa sáng. Đâu có gì. Dạ. Thôi tự giờ bắt nồi nước lên nó sôi dữ rồi cái này cả nhà ơi. Ui, sôi quá sôi. Quá trời sôi rồi. Điếm cái luôn ha. Ừ, điếm cái luôn đi. Cái này là 5 đúng không? 5. 5. 5 cái này là như vậy. Để đếm thử coi được bao nhiêu cái cả nhà. 10 14 24 29 28 cái này nhiều dữ vậy. Ừ, này nguyên 100 luôn cả nhà. 90 92 94 96 cái 96 100 lấy 5 cái. Trồng lấy 5 cái hả? Ừ. Làm tới 5 kg nếp. Ừ. 5 kg nếp đó. Xong xuôi tới mình cho dùm dùm sớm ha. Ừ. Đây. Đây là nghe nói là khoảng 1 tiếng hoặc tiếng rưỡi gì đó là bánh sẽ chín mà lửa phải nung vô. Đúng rồi. À. Giờ đợi kết quả chín cả nhà. Dứt
Ủa khó quá trời lắm nè. Khó quá trời lắm nè. Bánh, bánh lá dừa. Cô Sáu gói nhìn đẹp ha. Tròn ôi khúc á. Ôi đậm vàng luôn. Rồi. Vậy mà không đủ cái thau luôn á. Ừ. Nó nở ra. Ừ. Máng lên. Ừ, ngon quá cái nhà. Có ai ăn bánh lá dừa không? Đặt làm đặt sao cho tiền đi bán quá. Bán đổi bán luôn. Đổi bán luôn. Có ăn rồi, có ăn đến đâu. Con người bé cái thôi. Ông ngoại vô kìa. Ông ngoại vô kìa. Ở đây nè. Chạy, chạy, chạy. Dứt liền, dứt liền. Dứt liền, dứt liền, dứt liền. Đây hả? Đây hả? Đây hả? Đây hả? Đây hả? Thấy đó. Ngày nào? Ăn nào cũng hay ha. Bự. Ăn cái đó nhìn chuối hay đậu ngoài. Để chưa. Chuối là cái này nè. Nhìn chuối là cái kia. Lấy cái quấn. Nhìn chuối nè. Nhìn chuối nè. Hai ngẩn ra. Con ăn này mà nè. Ba hai nè, hai miếng nè. Đó là nhìn chuối nè. Dành quá. Đậu gì cầm mấy căng. Rồi cho cậu. Nè cậu. Quá trời ngon rồi. Quá ngon quá thì ngon luôn rồi. Thằng đi. Béo quá thì béo luôn. Được không mày? Ngon quá, béo rồi. Tiểu rồi. Ngon lắm rồi. Béo quá. Nè. Kìa 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 đậm ơn kìa. Mà cho ăn mày ăn cái cũng ngon cái gì á. Ăn này ngon rồi quá. Ăn hai bà cháu mình bỏ rồi ăn ngon. Cảm ơn mày. Nè ăn cái. Đây viên chuối nó hơi đỏ đỏ hơi nè. Cắn sâu vô cái nữa anh. Kêu anh ăn đó. Không nhầm. Một vụ cho anh ăn đó. Viên chuối đó thấy không? Đỏ. Yeah. Cái luôn. Cái luôn. Cho ăn. Mình thấy bệnh mặt đâu? Thấy bệnh mặt đâu nè. Ngon ra mà nó kèm. Giờ hôm nay học hỏi cách gói bánh lá dừa của cô Sáu với lại của bà Út với cả nhà. Ăn rất là ngon, rất là béo luôn nha. Hãy thử một lần làm bánh lá dừa để cùng hưởng ức gia đình nghe cả nhà. Nếu thấy thích video của mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt lại cả nhà ở video kỳ sau. Bye bye. Bye. Bye.